này là mọi người sẽ vào thấy cái các bạn dốc có hai đường. Đường trước là trạm kiểm soát biên phòng hoặc là đi xuống cái đường này nha. Cái bên này là bên kia là Trung Quốc. Trung Quốc. Trung Quốc. Bên kia là Trung Quốc. Hai anh đang ngồi trắng mà. Các bạn nhất là một thác nước độc nhất Việt Nam hiện nay. Nơi đây hiện tại thu hút được rất nhiều du khách đến để tham quan. Thác này cũng là một đường biên giới tự nhiên đẹp giữa xã Đàn Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng với Trung Quốc. Câu hỏi được nhiều người đặt ra là cái thác nước này nó thuộc Việt Nam hay là Trung Quốc? Như chúng ta đều biết, hiện tại thì nó thuộc Việt Nam và cùng khai thác chung du lịch với Trung Quốc. Vừa vào cổng để vào thác Bản Dốc thì bạn sẽ thấy hai ông bà người Tày, họ đang ca cái nhạc truyền thống là nhạc đàn thính hát then của người Tày Nùng ở Cao Bằng. Lối vào ở đằng xa kia là thác Bản Dốc đó mọi người, đó đằng xa kia đó. Đây thác Bản Dốc quá đẹp. Kế bên thác Bản Dốc là có một cái dải ruộng lúa xanh. Hey. Hey, đồng bào, đây là thác Bản Dốc. Bên kia là của Trung Quốc, bên đây của mình. Đây cách nhau cũng sông Quy Sơn. À, nhà anh Hiếu. Hiếu ơi, giới thiệu với anh Hiếu. Đấy, bên đó là của Trung Quốc. Cách nhau cũng sông, bên kia là của Trung Quốc, bên đây của mình nha. Đây, bên đây của mình nha. Bên đây là của mình. Cái nhà rộng này tí. Đấy, đúng rồi. Trung Quốc. Ồ, nó làm quá trời luôn kìa, anh thấy không? Ồ, bên Trung Quốc nó làm quá trời. Thấy kia làm quá trời. Trên mấy cái đường đấy. Đây, Trung Quốc. Đông như gì. Đúng rồi, cái cầu kính của nó. Kính cái này là. Đây mọi người, mình đã đến thác Bản Dốc. Bên kia là của Trung Quốc. Đây, đây của Trung Quốc đây. Trung Quốc còn đây của mình, sau lưng mình là của mình nha. Đây, cái này là của mình. Thường ấy, ở bên Trung Quốc nó có mấy cái phà đấy. Đấy, mấy cái phà đấy là chỉ được ở giữa sông thôi, không có được lên bờ nha. Không. Kể cả Việt Nam mình cũng vậy, không được lên bờ của Việt Nam, tàu của mình cũng không được lên bờ của Trung Quốc, mình chỉ được ở trên sông thôi. Đấy, ở bên đó là của Trung Quốc. Sau lưng mình là của Việt Nam đây. Đấy, được chưa? Bên này là của mình. Cái này là của mình. Đấy. Bên kia là của nó. Nhìn một cách toàn diện thì thác Bản Dốc nó có hai phần. Một phần thác chính là phía bắc, có ba cái bậc thác trên nhau là khoảng 34 mét. Còn cái phần thác phụ là ở phía nam có ba dòng đổ từ trên cao xuống tương tự như cái thác thường thấy ở bên Việt Nam, không có gì đặc sắc. Thank you.
Hiện nay thì thác Bản Giác được nằm trong top 7 cái thác đẹp nhất của thế giới, được UNESCO công nhận mọi người. Thác rất đẹp. Còn bây giờ cái thác này là mình khai thác chung với mọi người, mình khai thác du lịch chung với Trung Quốc. Để đi thuyền trên sông Quy Sê thì mỗi người một vé là 50.000 đồng cho một chuyến, từ ở thác Bản Giác và chạy vòng vòng qua sát với biên giới của Trung Quốc, chạy một vòng ở trên cái sông Quy Sê. À, nó học hành tốt nha, nó sợ gì ấy. Hello mọi người. Hôm nay em đã tới được thác Bản Giác. Thác mới nhất đó, ngày xưa là của Việt Nam đó. Bây giờ là tạm thời là do Trung Quốc nó cài đỡ. Bên đây là thác của Việt Nam. Đây là thác của Việt Nam này. Đây là thác Việt Nam này. Đầu tiên. Mấy cái thuyền này, cái con thuyền này á, là ở bên Trung Quốc với mình như vậy, khi á, là chạy là chỉ được nửa trong thôi, dù có qua nhưng cũng không được lên bờ. Nói chung là hai bên không có bên nào là được lên bờ hết, không có bên nào được lên bờ của bên kia hết. Ví dụ Việt Nam thì không được qua bên bờ của Trung Quốc, và bên Trung Quốc thì cũng không có được lên bờ của Việt Nam. Đấy, đấy là cái quy định chung của cái được khai thác cái thác Bản Giác này. Đây, chào anh em. Đây là một chiếc của Việt Nam ấy. Mấy chiếc ghe của Việt Nam là thiết bị dùng thác Bản Giác. Khách gần của sông. Mai là anh em được đó. Thác Bản Giác. Thác Bản Giác là thác ở đây. 25 km. Chùa Phật Tích Phước Lâm ở bên cạnh thác Bản Giác này đang tòa là tỷ ông thần người Tày tên là Mình Chí Cao. Vào năm 1022 thì ông đã đem quân qua biên giới phía Bắc để chiếm được Quảng Đông và Quảng Tây nhà Tống. Tuy là Xuân Dương không thành nhưng ông được người Tày và người Nùng tôn ông là một vị anh hùng và gọi ông là vua Nùng. Hiện tại thì cái đền thờ Phật Tích Trúc Lâm ở bên cạnh thác Bản Giác và đền thờ vị anh hùng người Nùng này. Còn cảnh cái thác Bản Giác hiện tại là cột mốc 836 được cấm hai phía thác, bên phía Việt Nam là 8362, ở nhìn phía số 2, bên phía Trung Quốc hình như là 8361. Đường biên giới nó được phân định từ cái cột mốc hình như là 835 ở trên cái cồn Phật Hồng chạy dọc xuống cái mặt thác. Từ cái đầu thác Bản Giác ở bên kia biên giới ấy, là ở bên phía Trung Quốc nó xây dựng rất là kiên cố nha. Người Trung Quốc họ xây dựng rất là kiên cố và cái cơ sở hạ tầng của họ rất là nhiều hơn Việt Nam mình nhiều nha, nhiều hơn Việt Nam mình nhiều, rất nhiều. Đấy. Nhưng mà thấy thì có vẻ là dân Trung Quốc họ không có dám xuống sông nhiều lắm đâu mọi người. Dân Việt Nam mình cứ tràn xuống đây thôi, chứ dân Trung Quốc thì họ không dám. Giữa Việt Nam và Trung Quốc thì cách nhau bởi một cái biên giới là một cái sông. Đây, sông chạy qua lãnh thổ của nhau. Chạy dọc qua bên cái sông Quy Sơn này, phía Việt Nam thì chỉ sở hữu một phần của thác phụ thôi. Hình như là từ năm 1999 theo cái hiệp ước gì đó thì phải. Đất á thì của nhà nước,
nhưng mà là của cô xin làm. À, cô trồng lúa ở đây. Cô trồng bao lâu rồi? À, vậy là có đây cũng lâu rồi nhỉ. Cô tên gì thế? Biển. À, cô là người Tây à? Dạ, cô người Tây. Hả, người Tây? À, Hồ Nông. Ừ, người Tây sao Hồ Nông? Tại vì Nông nhiều lắm. À, người Tây Hồ Nông à? À, rồi, cảm ơn cô Biển. Bình thường nhỉ? Bình thường là uống nước đây. À, thế à? Đây anh, đây anh, qua đây anh. Qua đây check in cái đi rồi. Ừ, đúng rồi. Đây, bây giờ là vào check in cái khu vực trại cho ngày mai nha. Đấy, check in khu vực trại cho ngày mai. Cái này là để ngâm nước đá đây. Cái này là ngày mai là để ngâm nước đá đấy. Đây, ngày mai là ngâm nước đá đấy.